Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Thì bây giờ trời cũng hơi khuya rồi, thì tôi cũng làm một cái video để đăng lên kênh để chia sẻ cho anh em xem qua về cái đèn pha LED cũng siêu sáng nha, sử dụng từ cái nguồn điện bình 12V. Thì cái đây, cái đèn nó đặt ở đây. Thì cái đèn này lúc trước á, tôi cũng có chia sẻ trên cái kênh Võ Thông á, thì cũng có rất nhiều anh em hỏi thăm về cái đèn này. Thì sẵn tiện hôm nay tôi làm một cái video để đăng lên kênh Đam Mê Năng Lượng nè. Nếu mà anh em có quan tâm về cái đèn này á, thì anh em tham khảo qua ha. Thì tôi cũng xin chia sẻ và giới thiệu cho anh em biết qua thôi, chứ đây là không phải cái video quảng cáo về cái sản phẩm này nha anh em. Nên em lưu ý cái điều đó ha. Nên tôi không có nói nhiều về cái chi tiết của cái đèn này, tôi chỉ là người sử dụng thôi. Nên tôi thấy có nhiều anh em quan tâm nên tôi làm một cái video để chia sẻ cho anh em xem qua thôi. Thì bây giờ tôi dùng cái bình 12V ha. Thì cái bình này bình nhỏ 12V, chỉ 12Ah thôi. Thì cái bình này tôi đặt để ở chuồng dê này, nhưng mà lúc này thì tôi không còn nuôi dê nữa. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đây, để cái bình này xuống đây ha. Đây, cái đèn nó như thế này nè anh em ha. Đây, để tôi để xa xa ra. Đây, cái để đây 50W ha. Đèn đây là cái đèn nè. Cái LED gì nè. Đây là IP65, trong nước IP65 ha. Rồi, thì tôi cũng quay sơ qua cho anh em xem ha. Đây, cái chiều rộng của cái đèn thì nó hơn gang tay thôi, còn cái chiều hẹp của cái đèn thì khoảng 1 gang á. Rồi, thì ở đây nó có hai cái kẹp như thế này. Tại vì tôi thấy có rất là nhiều anh em quan tâm về cái đèn pha LED mà sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện bình nè anh em. Nên làm cái video để chia sẻ, đăng lên trên kênh Đam Mê Năng Lượng chia sẻ cho anh em. Wow, sáng quá ha. Ôi trời ơi. Cái này nó hơi khó kẹp một chút, cái này là nó cái que, còn này kẹp bình nè, cái mấu nó hơi rộng nè, nên hơi khó kẹp một tí. Rồi, ok. Rồi, để tôi đi xa xa ra tí. Đấy, anh em thấy cái độ sáng sáng lắm anh em. Để tôi đi xa ra một tí nữa nha anh em. Đó. Để tôi đi xa ra nữa nha, để cho nó trọn cái khung hình cho anh em xem. Đó, cái đèn, tại vì tôi úp cái độ sáng nó vô phía trong á, để tôi lên tôi chỉnh cho nó chút cho nó úp ra phía ngoài ha. Để tôi đi xa ra nữa. Đó anh em thấy không? Tôi đứng từ đây đến cái mí đó khoảng 10-15 mét nha anh em. Thì anh em thấy để rồi tôi sẽ đi đến. Đó anh em thấy sáng dữ không? Ở đây có tấm pin 30W nè, hôm bữa nó nằm trên cái nóc có cái chuồng dê này nè, tôi cũng tháo xuống tôi làm video cho anh em xem. Nay cũng gần tháng rồi, tôi để y nguyên dưới này luôn, chưa lắp lên trở lại nữa. Rồi thì trên cái đèn nó để là 50W, thì bây giờ tôi sẽ lấy cái đồng hồ á, tôi sẽ đo cái công suất tiêu thụ của cái đèn này nó tiêu thụ bao nhiêu watt giờ ha. Để cho anh em nắm rõ về cái thông tin tiêu thụ điện của nó để anh em tham khảo luôn. Rồi, tôi sẽ dùng cái chiếc đồng hồ này để tôi đo nha anh em, để biết cái công suất tiêu thụ điện năng cái đèn này bao nhiêu.
Thì lúc trước tôi làm cái video đăng lên kênh giỏ thông thì tôi cũng có đo rồi. Nhưng mà hôm nay tôi muốn đo lại để cho anh em nào càng quan tâm đến những cái đèn sử dụng từ cái nguồn điện bình. Cái đèn này nó sử dụng cái điện áp á anh em, từ 12V đến 85V nha anh em. Tất nhiên là cái đèn này thì anh em cái hệ 12 anh em sử dụng cũng được nè, hệ 24 anh em sử dụng cũng được nè, hệ 48 anh em sử dụng cũng được nè. Nói chung là cái điện áp của cái đèn này nó dao động từ 12V đến 85V thì trong cái khung điện áp đó, anh em sử dụng nào cũng được. Điện áp bình đây 13.2V. Rồi, đèn đã sáng nha anh em. Ok ha. Đây là đèn led DC nha anh em, chứ không phải đèn led AC đâu nha anh em. Để anh em lưu ý cái chỗ này. Nếu anh em nếu mà cần thấy cần thiết muốn mua thì cứ viết comment với cái video này á, cho đường link thì tôi sẽ gửi anh em cái đường link thì anh em tham khảo. Hoặc là anh em lên trên Shopee hoặc Lazada thì anh em cứ search cái từ tìm kiếm là đèn pha led DC 12V siêu sáng thì nó ra. Tất cả các loại đèn led pha, cái loại rẻ có, loại trên 100.000 có, 200.000 có, 400.000-500.000 một cái cũng có, thì tùy theo từng loại. Tôi cũng thấy nhiều, nhưng mà cái đèn này tôi mua trên 100.000, trên 100.000 tôi mua cũng loại rẻ rẻ thôi nè. Nhưng mà qua hơn năm sử dụng rồi thấy cũng tốt nên hôm nay cũng làm cái video để chia sẻ cho anh em xem và tham khảo ha. Tại vì trên kênh Võ Thông á, rất nhiều anh em quan tâm về cái đèn này, cũng hay xin đường link tôi để tham khảo và mua. Đây, thì anh em thấy cái đèn, cái công suất tiêu thụ ở đây nè, có chỉ có 10.5W giờ ha. Đây, cái dòng ở đây, cái dòng nó chưa được 1A, chỉ 0.8A mà thôi, chưa được 1A, nếu 1A thì 12W, đây với mới 10A ha. Rồi, ok. Đây nha anh em. Rồi, nếu mà tính trên cái mức tiêu thụ điện này thì nó khá là tiết kiệm điện năng anh em à. Tuy nhiên một tiếng đồng hồ tiêu thụ chỉ có 10, chưa được 11W ha, 10.5W ha. Với cái dòng tiêu thụ điện như thế này thì anh em tính đi, đốt từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, 12 tiếng đồng hồ phải không? Nó tầm tầm khoảng 120W. Tất nhiên là cái bình 12V, 12A này sạc no nó lưu khoảng 144W điện phải không? Cái bình này nó chịu, cái đèn này có thể là từ chiều tới sáng luôn á anh em. Đó, gần gần như vậy nha. Chứ pin mới nha, chứ pin cũ thì không, cái không được đâu. Với cái công suất tiêu thụ điện năng như thế này. Đó, thì bây giờ tôi cũng đứng xa xa ra để quay. Đây là cái chuồng dê nè, tôi cũng dăng hai mấy cái võng á để nằm. Đó, anh em thấy không? Sáng, sáng lắm anh em. Đó, nó sáng theo cái kiểu là cái bên điện DC nha, chứ không thể nào mà so bì bên điện AC 220V được. Nhưng mà nó rất là sáng, nó sáng hơn những cái bóng đèn mà led như vậy nè, bên 12V đó, tôi thường sử dụng trong nhà. Thì nói về sử dụng điện năng lượng mặt trời cái hệ độc lập này thì đa số nếu mà mình sử dụng những cái bóng đèn DC mà 12V nè, mình sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện ắc quy nè, nó rất là tiết kiệm các cái chi phí, chẳng hạn như mình không có dùng qua cái con kit này kia nó rườm rà, chỉ mua những cái bóng đèn về có hai kẹp cộng và trừ thì mình câu đúng cộng và trừ rồi thì mình cứ sử dụng thôi. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì cái đường dây nó không thể nào xa được cái đèn này, thì từ cái dây kẹp lên đến đèn phải khoảng 1.5m thôi. Nếu anh em mà sử dụng thì anh em muốn nói dài nữa thì cũng được, khoảng 5m trở lại thì ok. Nếu mà anh em sử dụng hệ 24 hoặc 48 thì anh em kéo 50m nữa, 20-30m. Nếu mà hệ càng lớn áp á thì anh em kéo đi càng xa được. Còn nếu mà anh em sử dụng cái đèn này cho hệ 12 thì tôi khuyên anh em đi cái đường dây á nó khoảng 5m trở lại. Nếu mình chẳng hạn như cái đèn này nó phù hợp như là ở sân nhà, hay là mình thắp trong nhà cũng được, hoặc là đâu đó ở ngoài nhà. Tại vì cái đèn pha này nó cái trận này là EB trong nước là 65 cũng được. Tất nhiên là cái đây cái mặt trên đó tôi thấy nó làm cũng cái này thì chả bằng nhôm, còn cái mặt này chắc bằng mimica ha. Cái viền nó thì bằng thiết nè, làm gia cố cũng tôi thấy là rất là
chắc chắn an toàn đấy anh em. Đó thì tôi cũng đây nè, cái điện áp và hoạt động của nó đây, từ 12 đến 85V ha. Thì tôi xin nói sơ qua thôi nha anh em. Tôi xin chia sẻ tại vì tôi thấy nó rất là hữu ích và hữu dụng đối với anh em mà sống những vùng chưa có lưới điện quốc gia mà sử dụng những cái bình ắc quy này nè, là những cái đèn pha này mình đặt ở ngoài sân vườn, ở ngoài nhà gì để mình pha hay mình gì đó, xin đi mà thấy rất là hữu ích nên tôi chia sẻ cho anh em, chứ không phải tôi quảng cáo sản phẩm nên tôi hạn chế về cái vấn đề nói nhiều về cái sản phẩm, thông tin sản phẩm này ha. Tôi chỉ nói sử dụng rẻ hơn khoảng đâu 600-700 gì đó thì cũng rẻ tiền đó anh em, nhưng mà qua hơn năm sử dụng rồi ok, vẫn bền vẫn tốt. Thì tôi là người sử dụng mà, thì tôi cũng đưa ra cái gì đó cho nó yên tâm đi một tí để anh em yên tâm, xem tham khảo yên tâm. Thì anh em muốn mua hay gì đó thì hiện thực thì viết comment hỏi lấy cái đường link thì tôi sẽ gửi cho anh em, chứ tôi không có thể nào mà tôi đưa cái đường link là vào trong cái video này được ha. Nếu mà làm vậy thì có khác nào quảng cáo sản phẩm này đó. Thì tôi sử dụng thấy được hiệu quả thì sẽ giới thiệu anh em mình biết đến để mình mua về mình sử dụng, tại vì tôi đã qua sử dụng thời gian hơn năm rồi, thấy hiệu quả rồi thì chia sẻ cho anh em. Những cái đèn này rất là hữu ích, rất là tiết kiệm điện năng. Trên đấy, cái đèn nó ghi là 50W vậy thôi, chứ tôi thấy rồi anh em à, những cái bóng đèn mà DC nó ghi trên cái công suất trên bóng á, toàn là ảo không à, nhiều lắm. Tại vì tôi có đo qua hết này, tôi thường sử dụng mà những cái đồng hồ này, tôi đo cái đồng hồ này đo cũng tương đối chính xác 99% nha anh em. Đó, tôi đo nhiều cái thiết bị điện năng á, để tôi kiểm soát được cái công suất điện á, để tôi đầu tư cái bộ điện cho nó phù hợp á, nên tôi cũng kiểm tra những cái thiết bị điện. Thì đa số bên bóng DC thì tôi ví dụ như bóng đèn tròn nó để 30W, chẳng hạn như mấy cái bóng này nè, đây là bóng điện, nhưng mà tôi ví dụ như ở trong nhà tôi á thì nó để là 12V 3W, nhưng mà tôi cũng đo qua thì nó tiêu thụ khoảng 10 12W giờ đổ lại mà thôi, nó cũng tầm tầm như cái này, nó để trên cái đèn là 50W, nhưng mà thực tế thì mình đo với sử dụng với cái bình 12 này volt này thì cái công suất tiêu thụ nó chỉ có 10W mà thôi, cái dòng nó chưa được 1A mà. Nhưng mà rồi cái bình anh em mà có bình cũ bình xe đạp điện mà 30A bóng này anh em thắp hai bóng ba bóng xuyên đêm á mà đó. Rồi thì qua video là như vậy nha anh em, nếu anh em nào quan tâm thì nói mình đưa cho cái đường link thì anh em tham khảo, sản phắm này cũng rẻ tiền chứ không có mắc gì đâu, hơn 100.000, 150, 160 gì đó, chứ không hơn nữa đâu. Thì cũng có loại cao cấp hơn nữa, cao cấp hơn là thì lúc đó tôi xem để tôi mua, thì có loại này rẻ nhất nè, thì loại 200-300.000, 400-500.000 cũng có đó, 500-600 gì cũng có, nhưng mà thì tôi xài loại nào được thì tôi nói loại đó được cho anh em tham khảo. Rồi còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.